Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho bạn cái video để thử nghiệm xem cái hóa chất mà dùng để vệ sinh lồng giặt á, thì nó có tốt hay không, nó có hiệu quả như quảng cáo hay không. Và một phần nữa là mình sẽ test thử xem nó có sạch hơn so với mình tháo ra vệ sinh hay không. Bởi vì mình nghĩ á, nếu như sử dụng hóa chất này mà nó giúp vệ sinh lồng máy giặt sạch sẽ, gần tương tự như mình mở ra để vệ sinh, thì mình sẽ dùng cái này. Còn nếu mà nó kém hơn nhiều thì nên tháo ra để vệ sinh, hoặc là theo thợ kêu thợ tới để vệ sinh nhé các bạn. Thì trước tiên các bạn xem cái loại này, mình thấy nó tốt nhất nhập khẩu từ Pháp đấy các bạn, của Omo. Đây, một hộp thế này là dùng cho 2 lần. Ở đây á, nó sử dụng á, là cái máy nếu mà trên 6 tháng mà chưa vệ sinh lần nào á, thì phải ngâm nước qua 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Thì máy của mình là để cả mấy năm nay chưa vệ sinh lần nào đó, cho nên mình sẽ mỗi lần vệ sinh nó chỉ cho 2 viên thôi, nhưng bây giờ mình sẽ cho hết 4 viên này luôn và ngâm nước tới sáng mai để xem như thế nào nhá. Thì trước tiên mình sẽ tháo cái máy ra để các bạn xem được là cái máy của mình nó dơ thế nào cái đã, thì sau đó mình mới cho vào để ngâm, và sau đó vệ sinh xong mình sẽ tháo một lần nữa để các bạn kiểm tra luôn nha. Ok, thì đây là máy Aqua và mình sẽ tháo ra cho các bạn xem luôn. Máy Aqua thì nó cũng đơn giản thôi, nó tương tự các máy máy giặt lồng đứng các bạn, thì nó vẫn dễ thôi, không có gì khó khăn. Sau này có 2 nóc nữa. Phía trên này có 4 con ốc thì tháo 4 con ốc ra thôi. Trong cái cành này nó có cái ngàm á, 4 cái ngàm, thì mình nhấc nó lên ra thôi các bạn. Rồi các bạn sẽ vặn 2 con vít vào mấy cái lỗ này nhé, để mở cái đĩa này lên, chứ không là rất khó lấy. Để khô nó dơ thế này, bộ đồ nghề đẹp không, rất ít sử dụng. Và các bạn sẽ dùng con 10 nhé, hoặc T10 gì đó cũng được. Vậy là 4 con ốc nên là rất dễ dàng. Các bạn xem cái lồng dơ không, cái đáy của nó này đó, vậy nha. Đây là cái lồng máy giặt, máy mình là khoảng 4 năm chưa vệ sinh lần nào nhé. Đó, nó dơ như vậy nha. Xung quanh này có bám cái lớp gì đen đen ấy, không biết nữa. Thử nó là gì. Nó như là một lớp rêu ấy, rêu mốc. Đó, sau 4 năm chưa vệ sinh lần nào á. Đấy, mình để lồng dơ như vậy, mình ráp lại nhé các bạn. Xung quanh có các cái sớ vải này. Đấy, lồng dơ nhá, ráp lại. Mình nhớ cho cái lồng đèn vào. Rồi, cái mâm đừng dơ nhé.
Úp cái này vào luôn. Ok, như vậy là đã lắp xong. Trước khi mình vệ sinh thì các bạn xem lại cái sản phẩm này nhé, viên nén lồng nhặt này đó, 80g 4 viên 20 đây. Cái này khoảng 80 mấy nghìn á, 70-80 ngàn gì đó, năng lượng xoáy ion boost nha. Ở đây là đây hơn 6 tháng thì ngâm đến 4-6 tiếng này, rồi tiếp tục vệ sinh một lần nữa. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Mình khởi động máy này. Cho mức nước là nhiều nhất nhé. Chặt tiêu chuẩn. Rồi, bắt đầu. Bây giờ mình sẽ tháo ra và cho 4 viên luôn nhé các bạn. 4 viên nén luôn. Để đóng gói là cẩn thận. Đóng kẹo xinh, kẹo cao su vậy. Ok. Mới đánh sơ sơ thôi, mình thấy các cặn bẩn nó đã đánh lên mà không biết có sạch hay không, nhưng mà phần nước lên này này nó không có lên tới đây được, cho nên chắc mình phải dừng lại và đổ nước lên trên này cho nó ngâm luôn các bạn. À, không có đổ nước lên đầy được các bạn, bởi vì khi đổ đây á thì ống xả trong này tự động nó xả đi này, tự động xả bớt. Đó, tự động xả ra bớt. Cho nên không có đổ thêm được. Chỉ mức nước này là tối đa rồi. Ok, thôi để vậy ngâm nhé. Ok, bây giờ trời đã sáng rồi nha. Là mình xem lại máy giặt. 6-8 tiếng mình ngâm luôn đấy. Rồi. Khởi động. Rồi, bắt đầu. Về chờ 35 phút nó sẽ giặt xong. Rồi, máy dừng nhé, để rút điện. Coi bên trong thế nào. Kết quả. Vết bẩn. Đánh từ lưa dưa. Không có sạch, như vậy phải chắc phải vệ sinh một lần nữa quá. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra để xem nó như thế nào. Kết quả các bạn vẫn dơ như bình thường chứ không có sạch được. Thấy chưa? Vẫn dơ nhá. Thấy thất vọng đó. Viền trên vẫn dơ bình thường. Rồi, quan trọng là lồng giặt. Lồng giặt vẫn dơ như bình thường, không có một cái sự thay đổi nào hết. Đấy. Dơ như bình thường. Đấy các bạn, sau khi ngâm 8 tiếng và vệ sinh lại thì máy giặt nó vẫn dơ như bình thường, không có sạch một tí nào hết, cực kỳ dơ bẩn, rất khủng khiếp.
À, như các bạn vừa thấy đấy, mình đã test qua các đúng theo quy trình của hóa chất và tăng cái liều lượng gấp đôi lên, cũng như là tăng thời gian ngâm, nhưng mà kết quả hoàn toàn không như mong đợi, nó vẫn dơ như bình thường. Vì vậy thì qua clip này mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn biết rằng hóa chất đó nó không có tác dụng đánh bay các bụi bẩn, dơ bẩn trong máy giặt lâu ngày, mà chỉ có khả năng là diệt vi khuẩn này kia thôi. Đó, cho nên muốn sạch sẽ và đảm bảo an toàn thì các bạn nên tháo ra vệ sinh, hoặc là kêu thợ tới để vệ sinh khoảng 6 tháng một lần là ok nhất. Rồi, các bạn thấy clip hay tặng một like nhé, và nhớ chia sẻ bạn bè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Chào các bạn. Còn bây giờ mình phải đi vệ sinh bằng tay.